Là sự kiện thường niên dành cho các nhà lập trình của Alphabet, Google I.O. năm nay cũng tiếp tục truyền thống trình làng nhiều sản phẩm và tính năng mới, chẳng hạn như các phiên bản tiếp theo của dòng điện thoại Pixel. Tuy nhiên, tâm điểm sự chú ý lại được dồn vào AI, khi tại sự kiện, Alphabet thông báo sẽ mở rộng thử nghiệm công cụ chatbot BART cho người dùng toàn cầu, đồng thời tích hợp AI vào trang chủ tìm kiếm. Sau 7 năm theo đuổi chiến lược AI trước tiên, chúng tôi đang ở trong một giai đoạn bước ngoặt để đưa trí tuệ nhân tạo trở nên hữu ích hơn nữa với người dùng và các doanh nghiệp. Giờ chúng tôi đang tiến hành bước đi táo bạo tiếp theo, định hình lại toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của mình với hệ thống AI tạo sinh, gồm cả màn tìm kiếm. Bên cạnh đó, Alphabet cũng tuyên bố sẽ tích hợp mô hình AI mới vào bộ phần mềm công cụ cho doanh nghiệp. Những động thái này được kỳ vọng giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như OpenAI, nhà phát triển ChatGPT hay Microsoft. Hồi tháng 3, Microsoft đã tích hợp chatbot và công cụ tìm kiếm Bing, trong khi cả Amazon lẫn Microsoft đều tung ra các tính năng AI cho phần mềm doanh nghiệp. Chúng tôi muốn làm AI trở nên hữu ích hơn trong việc thúc đẩy sức sáng tạo và năng suất, hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc, cũng như cho phép các nhà lập trình và doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá của riêng họ. Giá cổ phiếu Alphabet đã tăng vọt hơn 4% sau sự kiện, dấu hiệu của sự hài lòng của các nhà đầu tư sau cú sốc mất 100 tỷ đô la Mỹ vốn hóa chỉ trong một phiên bởi màn ra mắt kém thuyết phục của chatbot BART. Từ sau cơn sốt ChatGPT, AI đã càng ngày càng trở thành yếu tố thu hút nhà đầu tư về triển vọng của doanh nghiệp. Theo thời báo Phố Wall, có tới hơn 300 lần các CEO đề cập đến AI tạo sinh khi trả lời về báo cáo quý kể từ đầu năm. Một số tên tuổi như Nvidia, nhà cung cấp chip cho các nền tảng AI, thậm chí còn chứng kiến cổ phiếu tăng trưởng gần 100%.